chiều ngày 10 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính phường xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Mặt trận tỉnh, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tổ trưởng Tổ phó Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường Kinh Dinh, Tấn Tài, Mỹ Hương, Phủ Hà và Thanh Sơn, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể chính trị xã hội thành phố và cử tri năm phường Kinh Dinh, Tấn Tài, Mỹ Hương, Phủ Hà và Thanh Sơn. Tại hội nghị, sau bài phát biểu của đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng phòng nội vụ thành phố, tóm tắt đề án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính phường xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố. Theo đó, cử tri năm phường Kinh Dinh, Tấn Tài, Mỹ Hương, Phủ Hòa và Thanh Sơn thống nhất theo đề án, đồng thời gửi gắm đến Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cần quan tâm hơn nữa công tác bố trí cho cán bộ các phường được sắp xếp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân năm phường khi làm thủ tục sản xuất kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác. Sau khi nghe ý kiến của đại biểu cử tri, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giải trình một số ý kiến cử tri quan tâm được cử tri thống nhất cao. Số ý kiến còn lại, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và tiếp thu, tiếp tục đề xuất và xin ý kiến cấp trên góp phần thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính phường xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố theo đúng tiến độ.